Kiwi xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chuyên mục Kể chuyện con nghe của kênh Học mãi tiểu học. Các bạn hãy đăng ký kênh để lắng nghe những câu chuyện lý thú. Hôm nay, Kiwi sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Lập làng giữ biển. Các bạn cùng lắng nghe nhé! Nhụ nghe bố nói với ông: "Lần này, con sẽ họp làng để đưa đàn bà và trẻ con ra đảo. Con sẽ đưa thằng Nhụ ra trước, rồi nhà con cũng ra. Ông cũng sẽ ra. Tao chết ở đây thôi, sức không còn chịu được sóng. Ngay cả chết, cũng cần ông chết ở đấy." Ông đứng lên, tay giơ ra như cái bơi trèo. "Thế là thế nào?" Giọng ông bỗng hổn hển. Người ông bỗng tỏa ra hơi muối. Bố Nhụ vẫn nói rất điềm tĩnh: "Ở đấy đất rộng, bãi dài, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần. Chả còn gì hay hơn cho một làng biển. Ngày xưa, lúc nào cũng mong có đất để dần trải phơi được một vàng lưới, buộc được một con thuyền. Bây giờ đất đấy, rộng hết tầm mắt, đất của nước mình. Mình không đến ở thì để cho ai?" Ông Nhụ bước ra võng. Cái võng làm bằng lưới đáy vẫn buộc lưu cữu ở ngoài hành hiên. Ông ngồi xuống võng vặn mình, hai má phập phồng như người súc miệng khan. Ông đã hiểu những ý tưởng hình thành trong suy tính của người con trai ông quan trọng nhường nào. Để có một ngôi làng như một ngôi làng ở trên đất liền, rồi sẽ có chợ, có trường học, có nghĩa trang. Bố Nhụ nói tiếp như trong một giấc mơ, rồi bất ngờ vỗ vào vai Nhụ: "Thế nào con? Con đi với bố chứ?" "Vâng," Nhụ đáp nhẹ. Vậy là việc đã quyết định rồi. Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân chài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi tận chân trời. Các bạn nhỏ ơi, câu chuyện bạn Kiwi kể đến đây là hết rồi. Cha mẹ đừng quên đăng ký kênh YouTube Học Mãi Tiểu Học để con được lắng nghe những câu chuyện thú vị nha.